Thôi được rồi, để ta xem. Đây coi coi. Coi đi. Ngươi. Coi đây. Ngươi là thế. Coi đi. Còn ngươi. Ngươi hả? Ngươi cũng thế. Nhưng mà ta. Không biết. Được. Vậy ta hỏi các ngươi có biết bản lãnh của đại diện chúng ta như thế nào hay không? Hả? Tôi biết. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta nghe thử xem. Nếu như ngươi nói đúng thì ngươi là thật. Nếu như ngươi nói không đúng thì ngươi đúng là giả. Nói đi. Nói. Đại dương của chúng ta, miệng của đại dương có thể nuốt 10 vạn thiên binh. Ngươi là đồ giả. Tôi nói không có sai. Ngươi hãy nói xem, thân hình của đại dương có bay lớn thôi, làm sao mà nuốt được 10 vạn thiên binh được chứ? Tôi không có biết. Nhưng mà nghe nói có một năm Dương Mẫu Nương Nương mở hội vườn đào, không mời đại dương chúng ta. Chính vì chuyện này cho nên đại dương chúng ta mới tức giận lên, há miệng thật to, còn to hơn cửa thành nữa. Nuốt hết 10 vạn thiên binh à? Không phải đâu, mà là bọn họ hết hồn chạy mất á. Cho nên ai cũng nói đại dương mình nuốt hết 10 vạn thiên binh. Quan trên này, chuyện này ngài không biết sao? Làm sao mà ta không biết được chứ? Ta muốn thử các ngươi mà thôi. Ngươi nói xem, vị đại dương của ta bản lãnh như thế nào? Vị đại dương hả, thân hình cao đến hơn 3 trượng á. Mỗi khi đấu với ai hả là mũi người cuộn lên là mất mạng ngay á. Được thôi, còn ngươi hãy nói thử bản lĩnh của Tam Đại Dương như thế nào. Tam Đại Dương hả? Có một món bửu bối. Bửu bối gì hả? Thì bình âm dương nhị khí đó. Cái bình đó hả, ai mà bị bỏ vào đó chỉ 1 giờ 3 khắc sẽ chảy ra thành nước. Đúng. Quan trình à, chúng tôi nói đúng cả chứ? Đúng, các người nói y như ta biết vậy đó. Quan trên, tôi còn biết đại dương với Tam Đại Dương họ kết bái với nhau đó. Tại sao là kết bái? Ngoài cái chuyện kết bái ra, tôi còn biết đại dương với Tam Đại Dương là muốn bắt Đường Tăng để ăn thịt đó. Hả, tôi ngủ không? Đừng trưởng lão, ở đây gió núi mạnh lắm, không tiện nghỉ ngơi. Hay là đến nhà của tôi đi, dùng bữa cơm chay nha. Ê rằng làm như vậy không tiện lắm đâu. Sư phụ, ở đâu có cơm chay á sư phụ vậy? Đừng trưởng lão, không có gì bất tiện đâu. Nhà của tôi rộng rãi lắm, cảnh lại rất xinh đẹp. Thầy trò các người ở lại nghỉ ngơi, đợi đại đồ đề về cũng không muộn mà. Dừng lại, ngồi tỉnh ra xa một chút. Không được thô lỗ. Nữ Bồ Tát đừng có giận nha. Đợi đại sư huynh của tôi về á, tất cả chúng ta cùng đi ha. Không cần đợi, chúng ta đi trước. Nè, cô làm cái gì vậy? Yêu quái. Bất chơi. Cô là yêu quái à? Tôi không phải là yêu quái. Người đừng sợ mà. Nếu không, tại sao lại nổi gió cuốn tôi tới đây? Tại vì hai ta có duyên với nhau. Xin đường trưởng lão đừng đa nghi nữa. Vậy còn hai đồ đệ của tôi đâu? Cứ mặc kệ họ đi, mình đi thôi. Gặp rồi. Hắn đang mài cây cung to tướng ở trên dốc núi Sơn Động cái cây. Hả? Cây cung hả? Vậy tướng tá của hắn ta như thế nào vậy? Hả? Hắn ta hả, ngồi thôi cũng cao hơn các người rồi. Nhưng mà đứng dậy hả, to hơn một cái núi vậy đó. Thiệt hả? Không vậy?
cái con á mà lão đang mài đó nha, ít nhất cũng dài tới đâu 7-8 trượng lận nó, cái con dài mà đè xuống nữa ít nhất cũng phải đè chết 4-5 ngàn anh em của mình đó nha. Trời ơi, để hại thiệt á, các người không biết đó thôi. Sao? Cái tên Tôn Ngộ Không này chính là người năm xưa đại náo thiên cung. Trời, cả Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải chịu thua lão ta luôn đó. Phải cái này ta cũng có nghe đó. Theo tôi hả, thịt của Đường Tăng đó chẳng được mấy cân, không đến lượt tụi mình ăn đâu. Tụi gì để cho cái cây côn nó đè chết tụi mình, phải không? Mình đâu có ngu gì để cho nó đè chết mình chứ. Bây giờ tính sao đây? Tính sao hả? Theo tôi thì tốt nhất là ai nấy tự lo lấy thân đi. Đúng ha. Đừng bao giờ để cho cây côn của Tôn Ngộ Không đè cho mình chết một cách hoang mạng. Đúng rồi. Chạy máu đi. Hắn tới kìa. Chạy đi. Lẹ lên. Một đóa hoa tươi nâng trong tay, hoa nở biết bao tình với ý. Chỉ trách hoa kia không biết nói, đau lòng có ai chịu lắng nghe. Hoa tươi trách không ai hỏi đến, hương thơm ngào ngạt cũng buồn tên. Âm thầm hoa lệ rơi, cùng ai giải nỗi đồng. Bao giờ gặp được người thương tiếc, để cánh hoa kia khỏi héo tàn. Nè, Tiểu Phong Phong, nhị Di Đại Dương đang đợi ngươi trong cổng đó. Tôi vô liền giờ. Đại Dương. Đại Dương. Chữ Tiểu Phong, về rồi đó hả? Dạ, về rồi. Tiểu nhân xin phục lệnh. Sao, có tin tức của Đường Tăng chưa? Dạ có rồi Đại Dương. Đại Dương kêu con đi tuần tra, con không có thấy gã hòa thượng đó, nhưng mà gặp một gã mặt khỉ đầy lông lá. Gã nói là giờ tôn ngộ không á. Tôn ngộ không hả? Dạ. Gặp hắn ta đâu? Dạ, kẻ hèn đang đi tuần thấy gã đang mài cây côn lớn ở bên bờ vực sơn động nó. Cây côn hả? Dạ. Cây côn như thế nào? Dạ, một cây côn bằng sắt, ít nhất cũng dài tới 7-8 trượng. Hắn vừa mài mà vừa chửi rủa. Hắn chửi cái gì chứ? Hắn nói hắn mài côn sắt cho sáng rồi sẽ đi đánh Đại Dương. Lạ thiệt à. Mình có chọc tẹo gì tới hắn đâu, sao hắn lại đánh chúng ta chứ? Con cũng không có biết nữa. Phải rồi. Hay là vị vị Đại Dương muốn ăn thịt sư phụ của hắn bị hắn biết. Mình còn chưa ra tay mà, làm sao hắn biết được? Dạ phải rồi. Hắn còn nói là hắn mà bắt được Đại Dương sẽ lóc da, bắt nhị Đại Dương lóc xương ra luôn, rồi bắt tam Đại Dương thì rút gân ra. Dám lớn luôn vậy? Dạ không, con hắn nói chứ không phải con nói đâu. Tôi đã nói rồi, con khỉ đó lợi hại lắm, nhưng mà tam đệ nhất định đã đòi ăn thịt sư phụ nó, lần này rắc rối to rồi đó. Vậy thưa đệ, mình nên làm thế nào đây? Theo tôi thấy thì để cho họ đi cho rồi đi. Cũng được. Vậy thì chúng ta đừng rước họa vào thân, cứ để mặc cho họ đi. Vậy còn tam đệ rồi tính sao? Cứ để một mình nó ứng phó đi. Sao cũng được. Các người đâu? Dạ. Đóng cửa động đi. Dạ. Dạ. Phải đóng cửa động đi. Đại Dương, uống rượu nghe, Đại Dương nha. Uống rượu.
À đây, dạ đại dương uống rượu à. À. Dạ vị đại dương uống rượu. Dạ. À, uống rượu nghe. À, dạ. Uống rượu rồi. Dạ.